Ra mắt vào giữa tháng 3 năm 2024, dự án thành phố đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng của công ty cổ phần Vinhomes đang nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng sẽ trở thành luồng sinh khí mới cho thị trường bất động sản khi quy tụ những hệ thống tiện ích và dịch vụ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Vậy thì dự án này có gì đặc biệt để thu hút giới siêu giàu? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu mục dò hàng hôm nay. Sở hữu quy mô 817 ha, Vinhomes Royal Island tọa lạc trên đảo Vũ Yên, kết nối nội đô hiện đại của Hải Phòng với trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và là địa thế đảo trong phố duy nhất trên toàn quốc. Vị trí độc tôn cho phép dự án dễ dàng tiếp cận với các khu vực trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, cũng như tới các thành phố lớn trên thế giới thông qua hệ thống đường không, đường thủy, đường bộ. Toàn bộ dự án được chia thành 11 phân khu, bao quanh sân golf và xen kẽ giữa các hệ thống tiện ích và dịch vụ là đảo Vua, Hoàng Gia, Quý Tộc, Golfland, đảo Thiên Đường, Miyabi, Komorebi, Hoàng Thành, Tài Lộc, Kinh Đô, Royal Riverside, bao gồm các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, shophouse. Phong cách thiết kế các phân khu rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu và thẩm mỹ của các công dân Việt Nam và quốc tế, nhưng đều có điểm chung là thiết kế sang trọng và ấn tượng, sánh ngang với các dự án đô thị cao cấp hàng đầu châu lục. Tại đây, cư dân sẽ được thụ hưởng những đặc quyền độc bản và riêng tư từ bộ sưu tập các tiện ích và dịch vụ thượng lưu lần đầu tiên được quy tụ đầy đủ trong một khu đô thị như bến du thuyền cao cấp quy mô gần 10 ha, sân golf 36 hố 160 ha, đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, phố đi bộ bên sông dài và đẹp nhất Việt Nam, công viên vui chơi giải trí gia đình Win Wonder Royal Park với vườn thú mở Safari. Những chú ngựa hay còn được ví von là những căn nhà di động tại trường đua ngựa. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại Học viện Cưỡi Ngựa Hoàng Gia. Và đây cũng chính là tiện ích quy mô lớn nhất cũng như là lần đầu tiên xuất hiện tại dự án Vinhomes Royal Island. Và không chỉ đến đây để học hay là tận hưởng trải nghiệm những tiện ích khác nhau, mà tất cả những cư dân khi đến với dự án này đều có thể được trải nghiệm những tiện ích đẳng cấp nhất. Học viện Cưỡi Ngựa Hoàng Gia bao gồm các hạng mục nhà đón tiếp trung tâm, khu chuồng chăm sóc ngựa, các khu tập luyện cho mọi cấp độ, sân đa năng biểu diễn ngựa rộng gần 1 hecta với khán đài trên cao cho khách theo dõi, đường đua ngựa giải trí. Với những điểm độc đáo này, dự án Vinhomes Royal Island hứa hẹn sẽ trở thành bến đỗ mới cho giới danh gia Việt Nam và quốc tế đến tận hưởng chuẩn mực sống xa hoa độc bản tại một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới.